Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong số bài tập của bài 2, đó là bài bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các em là lập bảng tần số từ các bài tập 1 và bài tập 2. Tức là chúng ta phải lập bảng tần số cho bài tập số 1 và bài tập số 2. Vậy các em hãy mở lại bài tập số 1 trước. Chúng ta sẽ phải lập bảng tần số cho bài 1 trước. Vậy đối với bài 1 thì như hôm trước chúng ta đã có là các cái số là 14 này, chúng ta đã làm ở cái bài học hôm trước rồi. 14 xuất hiện 2 lần đúng không nào? Rồi 15 xuất hiện 1 lần, chúng ta đã dùng bút chì chúng ta ghi vào ở bên cạnh rồi đúng không? 16 xuất hiện 3 lần, 17 xuất hiện 3 lần, 18 xuất hiện 3 lần, 19 xuất hiện 1 lần, 20 xuất hiện 4 lần. Đúng không? 24, 25 và 28 mỗi cái xuất hiện 1 lần. Như vậy, đây là những cái mà chúng ta đã làm được, cái số lần xuất hiện chúng ta đã làm ở cái bài tập số 1 hôm trước. Vậy để lập bảng cái bảng tần số thì các em sẽ có hai cột hoặc là hai dòng. Ở đây cô sẽ lập theo là hàng ngang, tức là chúng ta sẽ theo hai dòng. Chúng ta sẽ có một dòng đầu tiên là dòng giá trị ký hiệu là x, và một dòng nữa là dòng tần số ký hiệu là n. Các giá trị của chúng ta có các giá trị 14, 15 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rồi đến 24, 25, 28 đúng không ạ? Bên dưới này tần số tức là cái số lần xuất hiện của nó. Vậy thì chúng ta dựa vào bài số 1 để chúng ta ghi ra các cái lần xuất hiện này để chúng ta được cái bảng tần số, đúng chưa? Và trong cái bài số 1 này chúng ta là chúng ta có tất cả là 20 giá trị. Vậy thì các em khi lập bảng tần số thì các em cộng các giá trị n này này. Nếu mà các giá trị n này các em cộng lại thì đúng, nó sẽ bằng số các cái giá trị, tức là bằng phải bằng 20 thì mới đúng, đúng không? Vậy chúng ta cộng này, 2 cộng 1 bằng 3 này, 3 cộng 3 bằng 6, cộng với 3 bằng 9, cộng với 3 bằng 12 này, 13 này, 13 cộng với 4, 17 này, 17 cộng thêm 3 nữa thì nó bằng 20, đúng chưa? Như vậy thì cái bảng này chúng ta lập là đã đúng rồi đấy các em. Tương tự chúng ta sẽ lập cái bảng tần số cho cái bài số 2, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có bảng tần số bài 2. Thì chúng ta cũng có giá trị. Chúng ta cũng có giá trị và chúng ta sẽ có cũng có cái tần số. Chúng ta sẽ có cái dấu hiệu nhé. Đây chúng ta thay cái từ giá trị bằng dấu hiệu đi, được chưa? Và đây là tần số. Cái dấu hiệu này chính là các cái màu sắc của chúng ta, đúng chưa? Vậy chúng ta có các cái màu sắc ở đây. Đầu tiên đó là màu đỏ này. Các em mở xem mở cái bài số 2 đấy. Thứ hai đó là màu xanh da trời. Thứ ba đó là màu trắng. Thứ tư là màu vàng. Thứ năm là tím nhạt. Tiếp theo là tím sẫm. Sau đó là chúng ta có màu xanh nước biển. Tiếp theo là chúng ta có màu hồng. Và cuối cùng là chúng ta có màu xanh lá cây. Đúng không nào?
Đây, màu hồng này. Xong rồi chúng ta có màu xanh lá này. Và ở đây chúng ta có N sẽ bằng N lớn bằng N lớn này bằng thì nó sẽ bằng tổng các cái N nhỏ, đúng không? Với N nhỏ là tần số của các cái màu này, tức là số lần xuất hiện của các cái màu. Vậy thì cái này thì chúng ta cũng đã làm ở cái bài tập số 2 rồi, thì các em chỉ cần ghi cái kết quả vào thôi. Vậy màu đỏ thì chúng ta đã biết là màu đỏ nó xuất hiện 6 lần, đúng không? Màu xanh da trời xuất hiện 3 lần, vậy tần số ghi vào bằng 3. Màu trắng xuất hiện 4 lần, các em ghi vào đây bằng 4. Màu vàng xuất hiện 5 lần, vậy thì tần số của màu vàng tương ứng sẽ bằng 5. Màu tím nhạt xuất hiện 3 lần, vậy tần số của nó các em ghi bằng 3. Tím sẫm cũng xuất hiện 3 lần, như vậy tần số của tím sẫm cũng là bằng 3. Tiếp theo là xanh nước biển xuất hiện 1 lần, vậy tần số của nó bằng 1. Màu hồng xuất hiện 4 lần, tần số bằng 4. Và màu xanh lá xuất hiện 1 lần, vậy tần số bằng 1. Sau khi chúng ta đã lập được cái bảng rồi thì chúng ta phải tìm tổng các cái tần số, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có là đối với cái bảng 2 này chúng ta có tất cả là 30 dấu hiệu. 30 dấu hiệu thì chúng ta phải cộng lại, thì những cái này cộng vào nó phải kết quả bằng 30 thì đáp án của chúng ta mới là đúng, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có là 6 cộng 3 bằng 9 này, 9 cộng với 4 bằng 13 này, 13 cộng với 5 bằng 18 này, 18 cộng với 3 21, cộng 3 24, cộng với 1 25, 25 cộng với 4 29, cộng 1 bằng 30, đúng không ạ? Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền là tổng N lớn của chúng ta sẽ bằng 30, đúng chưa? Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 4, tức là các em đã lập được cái bảng tần số cho bài 1 và bài 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 5. Vậy bây giờ để sang bài tập số 5 thì cô sẽ xóa bảng đi. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nha em. Theo dõi số bạn nghỉ học trong từng buổi của một tháng thì bạn lớp trưởng ghi lại như sau. Đang có các giá trị này. 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 6, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Được chưa? Đầu tiên ở đây là có bao nhiêu buổi học trong tháng đó? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài này xem thử. Các em hãy cùng làm suy nghĩ một chút xem thử chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi này như thế nào đây. Vậy ở đây cứ một cái giá trị này, đây là người ta theo dõi số học sinh nghỉ học trong từng buổi, đúng không? Như vậy ở đây thì chúng ta có này, cứ mỗi cái giá trị này ứng với một buổi học, vậy chúng ta có một buổi học này, hai buổi học này,
3 buổi học 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 này, các em đếm đến hết. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 26 buổi học ở đây. Đúng không? Buổi học đầu tiên là ví dụ như buổi học này thì không có bạn nào nghỉ cả. Đến buổi học thứ hai là có 2 bạn nghỉ. Đến buổi học thứ ba lại không bạn nghỉ. Buổi học thứ tư có 1 bạn nghỉ. Buổi học thứ năm có 1 bạn nghỉ. Buổi học thứ sáu có 2 bạn nghỉ. Cứ như vậy cho đến 26 buổi. Được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có câu A là có 26 buổi học trong tháng đó. Mỗi giá trị này ứng với 1 buổi học. Vậy chúng ta có 1, 2 này. Đếm cứ 1 cột như thế này thì có 2 buổi. Và có 13 cái cột. Vậy là 2 nhân với 13 thì chúng ta có 26 buổi học. Đúng chưa? Vậy câu A là có 26 buổi học trong tháng đó. Tiếp theo là câu B là dấu hiệu ở đây là gì? Vậy dấu hiệu thì em phải đọc đề bài để chúng ta biết cái mà người ta quan tâm ở đây. Vậy dấu hiệu ở đây là gì? Số bạn nghỉ học trong từng buổi. Đúng không? Vậy chúng ta có dấu hiệu chính là số bạn nghỉ học trong một buổi học hoặc là số học sinh nghỉ học trong một buổi học. Đúng chưa? Câu B. Dấu hiệu tức là cái mà chúng ta quan tâm ở đây đấy. Là số học sinh hoặc là số bạn nghỉ học trong một buổi. Hoặc là số bạn nghỉ học từng buổi trong tháng. Theo đề luôn nhé. Từng buổi trong một tháng. Đấy. Tiếp theo câu C là lập bảng tần số. Vậy để làm được câu C thì chúng ta cần phải có gì? Bút chì để chúng ta đi làm. Đúng không? Chúng ta sẽ có hai dòng. Là dòng giá trị này và dòng tần số này. Các em có thể lập theo dòng hoặc là theo cột đều được. Được chưa? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đếm này. Trong một buổi mà không có bạn nào nghỉ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy có 10 buổi là không có ai nghỉ cả. Không có ai nghỉ cả thì là có 10 buổi. Đúng chưa? Có 2 bạn nghỉ trong một buổi thì ra có này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đúng chưa? Vậy có 2 bạn nghỉ thì là 4 buổi. 4 buổi sẽ có 2 bạn nghỉ. Có 1 bạn nghỉ này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đúng không ạ? 1 bạn nghỉ thì có 9 buổi. 9 buổi là có 1 bạn nghỉ. Có 3 bạn nghỉ thì đó có 1 buổi thôi. 3 bạn nghỉ thì có 1 buổi, có 3 bạn nghỉ. Có 4 bạn nghỉ thì có 1 buổi, có 4 bạn nghỉ. Và có 1 buổi là có 6 bạn nghỉ. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ liệt kê lại theo thứ tự, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 1 xếp đầu này. Rồi đến 2 này. Rồi đến 3 này. Không trước nha các em. Không trước đã. Không. 1 2 3 4 6. Đúng chưa? Không có bạn nào nghỉ thì có 10 buổi không có bạn nào nghỉ. Ta ghi tần số bằng 10 vào. Có 1 bạn nghỉ thì có 9 buổi là có 1 bạn nghỉ. Có 2 bạn nghỉ thì
thì có 4 buổi, có 2 bạn nghỉ. Đúng chưa? 3 bạn nghỉ thì có 1 buổi, có 3 bạn nghỉ đây. 4 bạn nghỉ cũng có 1 buổi các em ghi xuống. Và 6 thì cũng là có 1 buổi. Vậy bây giờ chúng ta có tổng số buổi của chúng ta là 26 buổi. Vậy các em cộng tần số này phải bằng 26 thì mới đúng này. Ta có 10 này, 19 này, 23 này, 24, 25, 26. Đúng chưa? Như vậy N của chúng ta ở đây, N lớn của chúng ta bằng tổng 10 nhỏ, tức bằng 26 là đúng rồi đấy các em. Bây giờ chúng ta sẽ có một số các cái nhận xét như sau. Nhận xét thì cái nhận xét đầu tiên của chúng ta ở đây là nhìn vào đây thì chúng ta thấy là chỉ có 10 buổi. Chỉ có 10 buổi là học sinh đi học đầy đủ thôi. Đúng nào? Còn các buổi còn lại thì lớp đều có sự vắng mặt của các bạn. Đúng không? Chỉ có 10 buổi là học sinh đi học đầy đủ. Còn các buổi còn lại thì đều có sự vắng mặt. Đúng nào? Đều có sự nghỉ học của học sinh. Đúng chưa? Vậy nhận xét đầu tiên là chỉ có 10 buổi là học sinh đi học đầy đủ. Đúng chưa? Thứ hai là chúng ta thấy là số học sinh mà vắng mặt nhiều nhất trong các cái buổi học của đây là vắng mặt một học sinh. Đúng không? Chiếm những 9 buổi. Đúng chưa? Tiếp theo là số học sinh hoặc là học sinh nghỉ học một buổi, học sinh nghỉ học một bạn trong buổi, đúng không ạ? Số học sinh nghỉ học một này nghỉ học là 1 thì chiếm là 9/26, đúng không? Đúng không? Cái số này cũng chiếm cái tỷ lệ khá cao. Chúng ta sẽ nhận xét dựa vào những cái nào mà cao và những cái nào thấp thì chúng ta sẽ nói qua thôi. Được chưa? Cái đầu tiên ở đây, nhìn vào đây chúng ta thấy là chỉ có 10 học sinh đi học đầy đủ. Trong số 26 buổi thì chỉ có 10 buổi là học sinh đi học đầy đủ cả lớp thôi. Còn các buổi còn lại thì có vắng, lúc thì vắng 1, lúc thì vắng 2, lúc thì vắng 3, lúc thì vắng 4, lúc thì vắng 6. Đúng nào? Thứ hai là số học sinh nghỉ học là 1 thì chiếm 9/26. Được chưa? Cá biệt ở đây là có 1 buổi. Có một buổi là vắng đến 6 bạn học sinh. Đúng nào? Có một buổi trong tháng thì vắng 6 học sinh. Tức là từ cái bảng này chúng ta chỉ rút ra một số những cái nhận xét cơ bản nhất. Đấy. Được chưa? Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 5. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập
số 6. Vậy thì để sang bài số 6 thì cô sẽ xóa bảng đi nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nha các em. Bây giờ cô sẽ xóa bảng đi nào. Bài tập số 6 là số lỗi chính tả trong một bài làm văn của học sinh lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây. Vậy chúng ta sẽ có cái bảng như sau. Cô sẽ chép cái này là lên 3 lỗi này, 2 này, 5 này, 9 này, 3, 2, 5, 9, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 6, 4, 4, 3, 6. Các em có thể theo dõi ở trong sách giáo sách bài tập của các em. 5, 4, 6, 6, 3, 5, 4, 4. Dấu hiệu thì cái người ta quan tâm chính là gì? Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các bạn học sinh lớp 7B, đúng không nào? Vậy ở đây chính là dấu hiệu, chính là số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn. Sinh lớp 7B. Đây. Đây chính là dấu hiệu. Vậy có bao nhiêu bạn làm bài? Muốn biết có bao nhiêu bạn làm bài, đây là số lỗi của mỗi học sinh. Tức là cứ một học sinh thì sẽ ứng với một cái số lỗi này. Vậy chúng ta đếm xem thử có bao nhiêu số lỗi ở đây, có bao nhiêu giá trị ở đây thì nó sẽ có bấy nhiêu học sinh, được chưa? Chúng ta có 1, 2, 3, 4 này, chúng ta có mỗi cột như thế này là có 4 học sinh, và chúng ta có cả là 10 cột, như vậy có tất cả là 40 học sinh, đúng chưa nào? Tức là có 40 bạn làm bài. Câu B thế là có 40 bạn làm bài. Được chưa? Cứ mỗi cái số xuất hiện này nó ứng với một bạn này. Bạn này có 3 lỗi này, bạn này có 2 lỗi, bạn này 5 lỗi, bạn này 9 lỗi. Như vậy cứ một cột như thế này thì có 4 bạn. Và chúng ta có tất cả 10 cột thì 4 × 10 = 40. Lập bảng tần số ngang và dọc, sau đấy nhận xét. Vậy chúng ta sẽ phải lập hai cái bảng tần số, được chưa? Bảng tần số đầu tiên là bảng tần số nằm ngang và một bảng tần số nằm dọc. Vậy chúng ta sẽ lập bảng đầu tiên. Chúng ta sẽ dùng miếng bút chì này. Kem đếm nhé. Số 3 này, 3 lỗi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy có 3 lỗi thì nó sẽ xuất hiện 6 lần. Đúng nào? 6 lần. Tiếp theo
nhau, hai lỗi nào. 1 2 3 4. Như vậy hai lỗi xuất hiện 4 lần. 5 lỗi. 1 2 3 4 5 6. Như vậy 5 lỗi thì xuất hiện 6 lần. Tiếp theo là 9 lỗi nào. 1 9 lỗi thì chỉ xuất hiện là có 1 lần thôi. 1 chúng ta sẽ đến con 4 lỗi này. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. Như vậy có những 12 bạn mắc 4 lỗi, đúng không nào? Như vậy 12. Tiếp theo là những cái nào gạch rồi chúng ta bỏ qua 6 lỗi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy có 7 bạn mắc 6 lỗi. Được chưa? Mắc 1 lỗi, ở đây mắc 1 lỗi thì có 1 bạn mắc 1 lỗi. Đếm lại số 6 nhé. 1 này, 2 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lỗi. Đây, con 6 này mắc 8 lỗi nha em. Có 8 bạn, 8 bạn mắc 6 lỗi. Không phải là 7 bạn mà có 8 bạn. Rồi. Tiếp theo chúng ta có số 7 này. Số 7 này xuất hiện 1 lần. Như vậy có 1 bạn. Số 10 này xuất hiện 1 lần. Như vậy có 1 bạn bị 10 lỗi. Đúng chưa nào? Rồi. Sau khi chúng ta viết ra như vậy thì chúng ta sẽ có cái bảng tần số như sau. Chúng ta sẽ làm cái bảng nằm ngang trước nhá. Thì chúng ta có giá trị này. Được chưa? Bên dưới này là tần số, tức là số lần xuất hiện của nó. Các lỗi của chúng ta, chúng ta có là 1 lỗi này, 2 lỗi này, 1 lỗi này, 2 lỗi, 3 lỗi, 4, 5 này, 6 này, 7 này, không có 8 là 9 đúng không ạ? 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Không có lỗi thứ 8 đâu, không có ai mắc 8 lỗi cả, đúng không? Xong 7 thì đến 9 này. Xong 9 thì đến 10 này. Và đây chúng ta có n lớn bằng. Được chưa? Vậy mắc 1 lỗi, chúng ta xem có mấy bạn mắc 1 lỗi ở đây. Có 1 bạn mắc 1 lỗi, đúng không? Vậy tần số ở đây sẽ là số 1. Các em ghi số 1 vào. Xem thử có mấy bạn mắc 2 lỗi. Có 4 bạn mắc 2 lỗi. Để đây, tần số bằng 4. Có bao nhiêu bạn mắc 3 lỗi? Mắc 3 lỗi chúng ta có 6 bạn, tần số bằng 6. Mắc 4 lỗi chúng ta có 12 bạn, tần số bằng 12. Mắc 5 lỗi chúng ta có 6 lần xuất hiện, đúng không ạ? Tần số bằng 6. Mắc 6 lỗi thì có 8 lần xuất hiện, tần số bằng 8. Mắc 7 lỗi, mắc 7 lỗi thì chúng ta có 1 lần xuất hiện, tần số bằng 1. Mắc 9 lỗi cũng 1 lần xuất hiện, đúng không? Vậy tần số bằng 1. 10 cũng 1 lần xuất hiện, như vậy tần số cũng bằng 1.
Vậy thì chúng ta sẽ cộng lại xem thử nó có đúng là tất cả có đúng là bằng đây chúng ta có 40 đúng không? Nếu mà các em cộng lại bằng 40 thì chúng ta mới là đúng đúng không ạ? Đây này, 1 cộng 4 bằng 5 này. 5 cộng với 6 bằng 11. 11 cộng với 12 bằng 23. 23 cộng với 6 bằng 29. 29 cộng với 8 thì bằng 37. Đúng không ạ? 37 cộng với 3 thì bằng 40. Như vậy chúng ta đã làm đúng rồi đấy các em. Được chưa? Đây là cái bảng nằm ngang. Thế bây giờ chúng ta cần phải lập một cái bảng là bảng dọc. Vậy bảng này là bảng ngang này. Vậy bây giờ chúng ta có bảng dọc. Bảng dọc thì cũng làm hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ có hai cột. Cột thứ nhất là cột giá trị. Và cột thứ hai của chúng ta là cột tần số. Giá trị, chúng ta có các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Đúng chưa? Đấy, các em làm hoàn toàn tương tự thôi. Nhưng mà bây giờ thay vì là chúng ta làm theo hàng ngang thì bây giờ chúng ta sẽ viết theo hàng dọc. Được chưa? Sẽ viết theo hàng dọc. Và khi mà các em đã làm theo hàng ngang rồi thì hàng dọc chúng ta rất là dễ, chúng ta chỉ bê giá trị sang thôi. Tần số của 1 xuất hiện 1 lần này. Số 2 xuất hiện 4 lần này. Số 3 xuất hiện 6 lần này. Số 4 xuất hiện 12 lần này. Số 5 xuất hiện 6 lần này. Số 6 xuất hiện 8 lần này. Đúng không? Số 7 xuất hiện 1 lần này. Số 9 1 lần này. Và số 10 1 lần. Đúng chưa? Rất là dễ. Đây là số 5 này. Đây là số 6 này. Được chưa? Và xuống đây thì chúng ta cũng có một cái cột này. N lớn nó sẽ bằng tổng của các cái tần số này. Tổng các tần số này chúng ta đã tính ra đây. Nó bằng 40 rồi thì em ghi 40 vào. Được chưa nào? Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa lập xong được hai cái bảng tần số. Trong đó bảng này là bảng ngang em này. Bảng này là bảng dọc này. Hai bảng này về cơ bản là giống nhau nhưng nó chỉ xoay ngang với dọc thôi. Và chúng ta có một số nhận xét. Vậy chúng ta có nhận xét như sau. Nhận xét đầu tiên thì em nhìn vào đây thì tất cả các học sinh đều mắc lỗi cả, đúng không? Mắc ít hay mắc nhiều thì cũng đều mắc lỗi. Mắc ít thì là 1 lỗi mà mắc nhiều thì là 10 lỗi, đúng không ạ? Còn không có bạn nào không mắc lỗi. Vậy ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có là tất cả các học sinh đều mắc lỗi. Đấy là nhận xét đầu tiên. Và chúng ta có nhận xét tiếp theo là có một học sinh mắc một lỗi và một học sinh mắc 10 lỗi. Chúng ta sẽ đi vào những cái mà nó nhỏ nhất và nó lớn nhất để chúng ta nhận xét, đúng không? Có một học sinh mắc một lỗi và một học sinh mắc 10 lỗi. Đấy, khi nhận xét thì chúng ta sẽ nhắm vào những cái mà giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất để chúng ta nhận xét. Rồi nhắm vào những cái mà tần số lớn nhất để chúng ta đi nhận xét. Được chưa? Tần số lớn ở đây là chúng ta có những cái này là tần số lớn này. Từ con đây, những cái này là nó mang tần số lớn đúng không ạ? 6 này, 12, 6, 8 này. Đây là những cái có tần số lớn. Được chưa? Vậy thì ở đây là chủ yếu là học sinh mắc
từ 3 đến 6 lỗi, đúng không? Từ 3 đến 6 lỗi là học sinh hay mắc. Số học sinh mắc 3 lỗi này có 6 bạn này, 4 lỗi có 12 bạn này, 5 lỗi là 6 bạn và 8 6 lỗi là có 8 bạn, đúng không? Như vậy cô nhắc lại cái cách để nhận xét này. Các em sẽ nhìn chung xem thử là như thế nào đã, thì tất cả học sinh đều mắc lỗi, đúng không? Sau này các em nhắm vào cái giá trị nhỏ nhất này để chúng ta nhận xét này, giá trị lớn nhất để chúng ta nhận xét này, rồi các em nhắm vào những cái có tần số lớn để các em đi nhận xét nữa, được chưa? Và nhận xét thứ ba ở đây là gì? Các học sinh chủ yếu mắc từ 3 đến 6 lỗi. Cụ thể ở đây là chúng ta xem thử nằm trong khoảng từ 3 đến 6 lỗi là có bao nhiêu bạn mắc nhá. Đây chúng ta có này, 12 này cộng với 8 này là 20 bạn này, đúng không nào? 20 cộng với lại gì? 20 cộng với lại là 12 là 32 bạn. Tức là có 32 bạn là bị mắc từ 3 đến 6 lỗi, đúng không nào? Cụ thể ở đây các em có thể mở ngoặc ra, mắc chủ yếu học sinh mắc từ 3 đến 6 lỗi, ở đây là có 32 bạn là mắc từ 3 đến 6 lỗi, đúng không? 32 mà chia cho 40 thì nó sẽ chiếm là 80%. Lấy 32 chia tổng số là 40 thì nó sẽ chiếm 80%. Đấy, như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 6. Cuối cùng chúng ta sẽ sang bài tập số 7. Là người ta cho một bảng tần số. Từ bảng này hãy viết lại cái bảng số liệu ban đầu. Vậy bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô sang bài tập tiếp theo nhé. Bạn học cần có thể dừng video lại một chút nha em. Chúng ta có bài tập số 7. Ta có giá trị x này. Tần số n này. 110 4 lần. 115 7 lần. 120 9 lần. 125 8 lần và 130 2 lần. Tổng của chúng ta n ở đây 4 cộng 7 11 cộng với 9 là bằng 20 cộng thêm 10 nữa bằng 30, đúng chưa nào? Vậy từ cái bảng này chúng ta sẽ viết lại bảng số liệu ban đầu. Vậy chúng ta sẽ có bảng số liệu như sau. Bảng số liệu của chúng ta là chúng ta sẽ viết ra một cái bảng mà có những cái con số như này. Con số 110 này xuất hiện 4 lần, đúng không ạ? Vậy các em viết này, 110 này xuất hiện 4 lần, đúng không nào? 110 này, 110, 110. Như vậy con 110 xuất hiện 4 lần, 1 2 3 4, được chưa?
Ở đây cô sẽ chia ra 30 thì mỗi cái là 4 được chưa? Vậy thì cô sẽ lập một cái bảng mà nó sẽ bao gồm này 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 6 cột và mỗi cột của cô là 1, 2, 3, 4, 5, như vậy 5 x 6 thì nó sẽ ra 30, đúng chưa? Vậy con 110 nó xuất hiện 4 lần, vậy các em có thể viết con 110 ở 4 ô bất kỳ ô nào trong số những ô này cũng được, không nhất thiết là 4 ô này. Các em hiểu chưa? Các em có thể viết miễn sao nó xuất hiện 4 lần. Có thể viết ô này, ô này, ô này, ô này, hoặc là ô này, ô này, ô này, ô này. Đấy, miễn sao là các em cho con 110 là vào 4 ô. Được không? Con 115 các em cho vào 7 ô. Vậy thì cô sẽ cho 115 này, 115 này, 115 này, 115 này, 115 này, 115 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, được chưa? Các em có thể cho con 115 này vào 7 ô bất kỳ, không cần là theo thứ tự của cô, miễn sao các em mà có con 115 xuất hiện ở 7 ô. Các em hiểu chưa? Rồi con 120 xuất hiện 9 lần. 120 xuất hiện 9 lần. Vậy 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, 4 lần này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Vậy thì như cô nói là miễn sao các em mà có 9 con 120. Đấy, các em cho vào 9 ô, ô nào cũng được, miễn sao là cho vào 9 ô. Được chưa? Con 125 các em cho vào 8 ô, 8 ô bất kỳ. Ví dụ cô cho 125 này, 125 được 2 ô này, 3 ô này, 4 ô này, 5 ô này, 6 ô này, 7 ô này, 8 ô. Đấy, miễn sao các em cho vào 8 ô. Và cuối cùng con 130 của ta còn 2 ô. Vậy thì các em cho vào đây 2 ô còn lại của chúng ta, các em sẽ điền 130. Như vậy là chúng ta đã lập ra được một cái bảng, đúng không? Và từ cái bảng này chúng ta sẽ có cái bảng tần số như này. Được chưa? Tức là từ bảng tần số này các em sẽ lập ra được một bảng tương ứng. Hoặc là từ, nếu như đề bài người ta cho bảng tương ứng thì em có thể lập ra bảng tần số. Cũng rất là dễ. Các em đã hiểu chưa? Cứ như này này, đây là số lần xuất hiện này, đây là giá trị này. Ví dụ như này tức là con 110 xuất hiện 4 lần. Đấy, tương tự cho các cái giá trị khác mà chúng ta đã lập được bảng. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Các em về nếu cần thì hãy xem lại những cái bài mà cô và các em đã vừa làm trong buổi học hôm nay rồi đấy các em nhé. Các em mà theo dõi cảm thấy yêu thích các video bài giảng của cô thì hãy liên hệ để đăng ký khóa học online của cô, để các em có thể nhận được toàn bộ các cái khóa học trong chương trình học kỳ 2 này. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các buổi học tiếp theo.